Xin chào mọi người, bây giờ mình sẽ vào để kiểm tra xem một cái bàn xoay kỳ lạ này nghe danh đã lâu nhưng mà không biết là thực sự như thế nào. Nhiều người thì rất là tò mò tại sao lại tự xoay. Thì cái này nằm ở địa chỉ 34 ở Khe Xanh, thành phố phường 10 Đà Lạt nhá. Ôi, cháu chào bác. Về xuất xứ cái bàn này thì ở ngoài tỉnh Bình Định 200 năm rồi đấy. Ồ. Năm 1976 mới biết cái bàn xoay. Dạ. Nó không có gì trong này cháu nhá. Bằng cây gỗ hoàn. Nó không có bi, không có bi vòng bi vòng bàn. Vài tí nữa mình đặt bàn xuống đất cũng được. Dạ. Không cần cái trục nó vẫn xoay. Nhưng mà nói trước với các cháu là có người xoay được hay không nhá. Ồ vậy ạ, là chạm tay nhẹ vào bàn chú làm trước xem nhá. Quay trái. Để nó kéo mình đi. Nhanh lên, đi theo cái bàn. Dừng bàn. Quay bàn. Nó kéo mình thôi, mình không được đẩy cái bàn mà không đè dưới nó lại nhá. Quay phải đi. Nó kéo mình đi. Nhanh nói tiếng gì cũng được nhá. Rồi, bây giờ mời cháu. Dạ. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm thử cho các bạn. Có nghĩa là để cái tay lên bàn đúng không? Không nói cháu kéo đi, nó kéo mình đi thôi, mình không được tác động lực. Nhanh nữa là nó nhanh nữa nhá. Mình đi nhanh là nhanh. Mình nói là sao thì nó đi như vậy. Oh. Không nói cũng được, nói tiếng nước ngoài cũng được nhá. Hello. Trong đầu hello. Thế là mình sẽ đi ngược lại thôi. Nó kéo mình đi thôi. Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Không xoay được luôn nhá. Dạ dạ. Có người không xoay được luôn à? Có người không xoay được hả? Cái bàn này rất chi là kỳ lạ các bạn. Cái bàn này mình chỉ có thể đặt tay lên bàn thôi là nó sẽ tự xoay theo mình luôn. Bàn này nó bằng gỗ gì? Cây gỗ mít rừng. Gỗ mít rừng. Bàn này bao nhiêu năm rồi? Nó hơn 200 năm. Hơn 200 năm rồi. Năm 1976 thì phát hiện cái bàn xoay. Lý do là đi sơ tán để sau chiến tranh cái thời đó người ta cuốn lại trong nhà. Đem cái bàn ra ngoài sân và uống nước đánh bài. Lúc chơi bài ấy, người ta vô tình người ta chạm vào thế nó giật xoay. Hồi mới phát hiện xoay người ta nghĩ là có gì trong bàn. Đồn đại quá nhiều trong các cơ quan. Các cơ quan ban ngành người ta tới kiểm tra nó không có gì trong này hết. Hoàn toàn bằng cây. Gọi là nó không có vòng bi mà nó không có bất kỳ một cái gì để cho nó tạo cho nó có độ quay. Nhưng mà khi mà mình đặt tay lên đây, nó kéo mình đi. Đặt tay lên. Nó kéo mình đi. Thì nó sẽ tự xoay nha các bạn. Ồ. Hiện nay chưa ai lý giải được. Chưa ai lý giải được hả bác? Giống là cái hiện tại hiện tượng kỳ. Nhưng mà cái này là cái này là do là nhà bác là của gia đình mà chị dâu ở Bình Định có cái bàn lâu đời. Dạ. Năm 76 có điện xoay, năm 1932 chị mang cái bàn từ Bình Định vào đây. À. Không phải mới đóng mà không phải mua của gia đình của chị dâu. Cháu làm đi, xem cháu quay được không? Đặt xuống đất quay. Đặt xuống đất cũng quay được. Đặt xuống đất nhưng mà 2-3 người nó mới xoay nhá. Nó không có gì trong này hết. Dạ. Rồi cháu ngồi xuống đây với chú đi. Rồi chạm tay xuống nha. Sát tay xuống, quay trái đi. Cái bàn kéo mình đi. Hết tầm tay thôi nha, không cần đi theo. Dừng lại quay trái đi. Đấy, không có cái gì trong này hết. Sát xuống mới được. Ồ, đặt xuống đất tự xoay ạ? Nó vẫn xoay bình thường. Ồ. Anh có kéo không ạ? Không. Nó không có gì trong này. Tự xoay luôn. Really? Nó tự xoay bên trái, tự xoay bên phải. Mình nghĩ là sao nó đi như vậy nhá. Mình không cần nói đâu. Nó biết được cái nghĩ của mình luôn. Yeah. Oh. Rồi, bàn mộ nó như vậy thôi nhá, không có gì hết. Bác có ai nhiều người xin mua hỏi không? Có người nhiều người hỏi thôi nhá, nhưng mà gia đình không có bán. Dạ. Thế thì các bạn không cần gì. Các bạn thấy không, chiếc bàn này á, là nó sẽ tự động xoay và dù bạn nói bất kỳ một tiếng nào thì nó cũng sẽ tự động xoay hết. Mình không biết là ở dưới nó có kéo cái gì. Nhưng mà sao nó lại xoay được nhỉ? Cái bàn này nó bằng gỗ mít rừng các bạn. Dưới đây thì nó cũng không có cái gì gọi là đặc biệt, nó chỉ có một cái. Nó chỉ là cái bàn bình thường thôi. Bây giờ cháu để tay lên ghế thôi. Để tay lên ghế này. Ờ, được rồi chú. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ không trực tiếp đặt tay lên cái bàn nữa mà mình đặt tay lên cái ghế này các bạn. Hai người thôi. Có một người cũng được. Ơ, cái gì á? Nó sẽ xoay theo.
Ờ, tức là mình không cần không cần trực tiếp, chỉ cần đúng rồi, chỉ cần ngồi. Thế là có một cái tác dụng nào đó hoặc là của mình á, đi để lên và mình suy nghĩ. Cái quái gì vậy? Xoay theo. Ơ, xoay thật. Không, em không hiểu. Em không hiểu. Anh thử đè xem nào. Cái bài này thì nó chỉ là một giống một cái bàn ngày xưa của chú ấy. Cái này nó có ghế không chú? Bộ này nó có ghế không? Thiết kế của các bàn này nó chỉ là cũng mình thấy nó cũng bình thường chứ nó không có gì đặc biệt các bạn, nhưng mà nó lại có thể tự xoay được. Thiết kế ngày xưa rất chi là tinh vi. Rất chi là tinh vi. À, đây là toàn cái bàn nó chỉ có 4 cái trụ này. Các bạn, nó chỉ có 4 cái trụ này thôi. Và có một cái trụ ở giữa. Này giống là nam này, cái mặt bàn này là nữ này. Đấy, cái này găm vào cái này. Cái màu của tao vẫn để hoài đúng không? À, các bạn nhìn thấy không? Các bạn nói đây chỉ có đơn giản, nó có nhiêu đây các bạn. Nó chỉ có 3 cái chân này. Có 3 cái chân ba bên và một cái trụ này đi lên. Lên trên này thì nó sẽ có một cái bản. Và nó có 4 một cái này để trang trí, để giữ cái cân bằng như cân bằng. Và nó có thêm một cái chốt gài ở giữa để ghim cái bàn. Là cái bàn khi mình đặt lên là nó sẽ tự xoay. Bác nhấc dùm xuống dùm con đấy rồi không? Nhấc cái này. Đó các bạn, đấy, các bạn thấy các bạn nó chỉ có vậy thôi các bạn. Các bạn đơn giản là chỉ có nhiều đây thôi. À, đây là cái thân cái mặt bàn này, cái thân mặt bàn nó có nhiều đây. Ở tất cả bằng gỗ, không có một tí sắt nào trong này không, luôn á. Không có một tí sắt gì, hoặc là ví dụ như thà như nó có vòng bi ở trong này á. Nếu như các bạn mà thấy nó có vòng bi trong này nó xoay thì nó là bình thường. Ừ. Nhưng mà trong cái này nó không có vòng bi, nó chỉ là cũng là gỗ bình thường. À, nó chỉ có gắn vào cái trụ này thôi. Mà trong cái đó khi mà mình chỉ đặt tác dụng tay mình lên cái là tự nó sẽ xoay theo. À, đấy là điều đặc biệt nó nằm ở chỗ đó. Ừ. Nó bị mẻ một miếng cái trụ. Thế chỗ này là do lâu quá rồi, bắt đầu nhiều khi ngày xưa người ta không có biết tới cái tác dụng của nó rồi, người ta làm rớt lòng bể thì như thế nào nó bị mất cảm biến. À. Ghê nhỉ. Bà này xuất xứ được bao nhiêu năm rồi? 200 năm. Hơn 200 năm. À. Mày ngày xưa đã nghiên cứu là cái này để làm bàn tròn để mọi người ăn thức ăn như thế. Giống cái bàn tròn bây giờ. Bàn bây giờ nó có cái ốc để tự xoay, còn mấy cái này đâu còn xoay đâu. Như người ta làm bàn tự xoay là người ta phải làm trục rồi nọ kia, người ta bỏ vòng bi vô để người ta xoay. Nhưng mà đây là từ cái thời xưa rồi mà nó... Để một tay cũng được hả chú? Một tay cũng được luôn, không cần thiết phải là hai tay. Mà nó vẫn tự xoay được. Đó. Đặt một tay xoay thử nào. Lúc này không xoay nữa này. Cháu chú tâm là tập trung vào. Cái chú tâm mà. Đúng thật luôn á. Nó tự xoay được cả. Bạn đi trái là thì nghĩ suy nghĩ là đi sang bên trái nó sẽ xoay bên trái, đi bên phải nó sẽ xoay được bên phải. Đi sang bên kia thử nào. Đi ngược sang bên kia chứ. Đó, nó xoay đấy các bạn. Thấy nó xoay không? À, thực ra mình phải tập trung đấy. Phải xuống xong rồi. Ừ. Mình phải tập trung lên nó đấy chứ không nó không xoay đâu. Lúc nãy em cố tình sao lãng đi mà nó không xoay thiệt. Đó, thấy không? Nó xoay đấy, nó là người phải đi theo các bạn. Ừ.